York, I think, and there were about only 30 people there. It Và was a small có một conference. I cái don't hội remember nghị why, nhỏ very ở phía bắc small, and it was của New all in York one room, and there was và chỉ some có khoảng 30 complication người thôi. Đó around là the một cái hội nghị location. They were nhỏ. all in one room, Tôi không nhớ làm sao and there were mà only nó about rất là, 30, tại but there sao rất were là nhỏ, tons of nhưng mà great trong một esoteric cái phòng. astrologers, and apparently in that conference, they looked at every single person's Và chart. có And rất they là put it up on the nhiều những wall, and cái all nhà these chiêm tinh brilliant học nội esoteric môn, astrologers from all over chuyên the gia nội world môn, và gave rõ ràng là their trong thoughts about each hội nghị person's là chart. And I mỗi think người that giống at như that nhìn point, vào một my cái father lá was like, số của let's từng do this người. every year, Họ nhìn and vào lá số, tức là let's gather, hội nghị xem let's xét lá số của gather từng người luôn. together and deepen Và over several days, not just one. So chúng ta if hãy anybody tập hợp does lại cùng với remember nhau để what mà year it was, làm sâu I would sắc be hơn. curious, but right in there. Và Thank nếu you mà có ai đã for nhớ sharing where thì you're all coming from. Beautiful. cảm So nice to ơn have tất you cả các here. bạn đã So chia sẻ. we are gathering at such an auspicious Chúng ta time, đang tập this hợp day ở of tại một cái thời distribution điểm after rất là the thuận lợi, beautiful full một cái moon, ngày and của cái so ngày many of phân you were rải, tức there là ngày ban rải sau cái be kỳ trăng together tròn rất during là đẹp that đẽ, time. và có nhiều bạn We have đã tham such a dự cái buổi gorgeous trăng tròn Venus Sun tập hợp, conjunction, and that Jupiter và Uranus chúng ta đã conjunction is có still there, all in cái trùng Gemini. tụ giữa And in kim tinh và fact, mặt what trời, better time to và have an giữa mộc tinh và thiên esoteric vương tinh vẫn astrology còn đang pre-conference than ở with song this tử. Gemini Sagittarius polarity, Cái thời gian where we thật can là, thực really tế đây là share cái our thời gian thật là wisdom tốt để mà and broaden our có cái buổi horizons tiền hội nghị together. về chim tinh học nội môn So trong it's a cái very đối good cực moment. giữa nhân So mã và actually song what I would tử, love to nơi mà chúng do ta thực sự có thể chia sẻ to cái minh start us triết và là off mở mang những is chân trời cùng to với have the nhau. Và đây là một khoảnh astrologers that khắc are rất là tốt here đẹp, go ahead and và thực just sự là tôi share your muốn bắt screen, đầu not share your screen, để share your có video. giống như là giới thiệu And I would love, những cái chim tinh yes, gia here we nội go, here we môn. go. Not Xin các everyone is bạn hãy here mở yet, mở but mở 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 what's camera beautiful những and chim tinh unique, gia and nội I think môn Walter is also here. Is thật là Peter đẹp đẽ và here? độc đáo. Ở đây có Walter, Yes, Peter, Eva, there's Eva. cô Eva. There'll be 15 of us total. So Frances Donald, Mady Santos, Eva Smith, Caitlin Mulder, Bruna Maya, Walter Pauling, Dạ, and cô đang there'll đọc tên be những cái another chim tinh eight or gia. so that will be Và sẽ có gathering. khoảng And we are khoảng so khoảng blessed 8 to cái have tập such wonderful hợp. esoteric astrologers. And what's Chúng ta unique about this chắc là particular khoảng offering is that I think there are at chúng ta least thật là four to may mắn five để mà new có esoteric những cái nhà astrologers chim on our tinh, team. So những nhà that's beautiful chim tinh nội môn to mà thật là tuyệt vời như vậy. welcome them. Và ít ra We are lucky because you, I think chúng we ta know sẽ that có khoảng 4 đến 5 there's chim Peter tinh gia trong Kvaska. Hello, Peter. I think we know that cái nhóm của chúng astrology is ta. booming, right? I mean, we're having Và chúng such ta an thấy là chim tinh incredible học đang growth nở rộ moment đúng không ạ? around astrology. BL, there's BL Tôi Allison, đang thấy beautiful. là Okay, good. đây là một And cái but I khoảnh think khắc that mà chim still tinh nó these đang giống như là conferences are one of the bùng rare nổ, thực places that sự we là nó phát actually triển. get to Và những cái hội nghị như experience vậy, the deepest levels of esoteric astrology. And nó là một I trong was những talking with Bruna. cái sự kiện hiếm hoi mà chúng ta Bruna was thực mentioning sự that she'd trải been to nghiệm many, đi many vào những cấp độ rất là conferences sâu nhất over the của last couple years, nội and chim she's tinh like, học but nội there's môn. no esoteric astrology. There's no esoteric astrology. So Tôi nhớ là nói chuyện với this is a rare Bruno khi moment mà for us to gather and cô deepen ấy đã this. tham dự rất là nhiều So hội nghị, I will và be trong những cái nhiều introducing năm vừa each of rồi, nhưng you mà không có cái individually hội as nghị nào you. là về chim Oh, tinh Eva, học did you nội want to môn say cả. something? Or did you? Và Yes, ngay please, go cả không ahead. có cái về chim tinh học mà phương Tây You nữa. mentioned Cho nên the là Upstate New cô York Eva nói Conference. I was được, there. có phải I là was there the bạn second year đang they nói had đến it. cái hội And I nghị mà came with ở crutches. phía I had bắc a New broken York không? knee and Tôi I đã had ở had đó surgery and I năm thứ still hai. managed to go there. I was so overwhelmed. Tôi I lúc was đó a new astrologer at the cái đầu time and gối it của was tôi just a wow. bị thương, và tôi Whoa, I'm phải so phẫu glad thuật, to nhưng hear mà that. tôi vẫn I cố love gắng that. để Oh, đi so dự good. ở đó. I'm sure there are a Và few thật là more choáng of us ngợp, here tôi that là một chim tinh gia were mới vào there for lúc the first đó. or the second. But Thật it là was, vui you khi know được nghe how điều này. my dad was an Aries. He Tôi chắc getting chắn something là started is one of the most exciting things, một right? số So người trong this chúng ta feeling đã of thời gian ở remember what đó là ít year, hơn là thứ Eva? hai. Bạn có nhớ năm nào không, I'm Eva? trying to think when I broke my knee, and I think it was Tôi đang 90, nhớ cái năm 90 or mà cái tôi 91. Okay, bị so right đau, in there. So 30, bị 33, gãy 34 cái đầu years. gối, thì So chắc là khoảng beautiful, năm 90, beautiful. Well, 91 gì all đó. right, friends, thank you, and we'll bring Cách you đây back đã each as 34 you năm are rồi. 30, 33 hay 34 presenting. năm rồi. Thật là đẹp, thật là So tuyệt vời.
Yeah, so I just also wanted to say Tôi how cũng chỉ lucky we muốn are, nói là to chúng ta have thật là may these mắn wonderful astrologers để mà có join us những and cái give their chim gifts. tinh And gia tuyệt vời ở bên cùng chúng ta because and và they dedicate so mang cho much trao cho time and chúng so ta much món love quà and của so much họ, attention. bởi vì họ đã cống hiến thật là nhiều thời Right, Caitlin, gian you're cũng như still tình there, yêu love. thương cũng như sự chú tâm của họ. Okay. Kathleen, So the bạn có đó không? pre-conference is called the service of the soul, Cái tiền utilizing hội the nghị được gọi highest là sự phụng expression sự of của linh love, hồn, sử wisdom dụng in cái our biểu đạt astrological cao nhất, charts. bác ái minh And I would triết also like trong to just say that cái lá số chim tinh của chúng ta. another way that Và I'm tôi chỉ thinking muốn nói about it rằng is allowing một cái our cách khác mà tôi muốn astrological nói về nó đó là blueprint cho phép to cái become thiết a kế gốc vehicle về for chim the tinh của chúng ta outpouring of trở thành love một and cái hiện wisdom. vận So cụ we're going to cho do cái a lòng, cái meditation. sự tu chảy của bác All through ái the conference, we will và minh be triết. Như vậy chúng ta sharing sẽ đi vào một cái bài this thiền idea và about how chúng ta this sẽ đi vào tất beautiful chúng astrological ta sẽ chia blueprint sẻ cái is a ý tưởng về conduit for our greatest service and nó tuyệt our đại greatest tuyệt love vời and như thế wisdom. And nào. often, often we're exploring Cái bản thiết kế new gốc của frontiers chim here tinh, and detailed esoteric và thường thường explorations. là bạn biết rồi And đó, thường khi we mà will chúng ta khám phá absolutely do những cái that. biên giới But I mới also want to và use những cái this chi time tiết as về khám phá a về nội môn, deepening chúng ta sẽ understanding and a greater clarity of what some of the things we already chúng ta do sẽ know. làm điều It's đó, almost và tôi like cũng muốn sử I dụng cái think a thời gian little này như bit là một about cái thời gian để this mà đào pre-conference sâu as a back to và đang làm basics, but rõ with hơn an incredible những cái gì fullness. mà chúng ta biết, bạn biết rồi đó. So many of our talks this year are going to be Chứ about thường là cái tiền shining a hội nghị là cái light thời gian để quay on trở lại a những cái gì more căn complete bản nhất, esoteric understanding of và the rất là nhiều planets, cái bài nói our chuyện của chúng ta năm planetary nay là sẽ về collaborators, cái I would việc mà say. tỏa sáng một And I think cái sự ultimately we thấu gather hiểu like this, về nội friends, môn to mà nó help one hoàn toàn another hơn, trọn grow vẹn hơn in trên the về các hành expression of tinh love and và wisdom, and so we cái can sự stand những cái in hợp our tác mang tính truest hành soul tinh. service. Và tôi nghĩ So, là what the way that I cuối would, cùng á, the rốt way cuộc là chúng ta tập that for us to hợp lại đây giống như một begin dạng is là in cái sự phụng meditation. sự And của linh so hồn chân thật nhất. let's start this Và theo một beautiful cách nào đó pre-conference thì cái off cách mà chúng by ta sẽ meditating together for cái just a tôi bắt bit. đầu sẽ And bằng so bài do thiền. whatever you Chúng need ta to hãy bắt do đầu với to một cái một assume the meditative posture. mà bài I'm gonna thiền, turn và off các bạn this whole có thing. thể ngồi ở một hoặc là có một cái tư thế mà để tham thiền. Okay. So yes. Let's just take a moment Hãy dành một chút thời gian to quiet the personality, để làm tĩnh the lặng outer phàm ngã, form. những cái hình tướng bên ngoài. Let's allow the emotional body to grow still. Cho phép thể cảm dục để mà nó tĩnh And lặng the lại, mind to be và thể quiescent trí tĩnh and lặng, poised. cân bằng, điềm tĩnh. Let's find ourselves to be that tiny point of Thấy bản consciousness thân chúng ta in the being which we call the soul. như là những là cái điểm tâm thức nhỏ, và là cái bản và cái bản thể mà chúng ta gọi là linh hồn. Chúng ta thấy mình như là linh hồn. We can slip into that larger consciousness Và trượt of vào một cái light. tâm thức rộng lớn hơn.
Tâm thức của ánh of sáng, unitive love. của cái tình thương hợp nhất, The soul state. một trạng thái của linh hồn. From here, we can see Và ở đây chúng the ta có thể greater thấy reality, một cái thực tại lớn hơn, the light inherent in all things. ánh sáng vốn có sẵn, nội tại ở trong mọi tất cả mọi thứ, ánh sáng nội tại cố hữu trong mọi vạn vật. Soul offers a greater wisdom, Linh hồn a deeper understanding trao cho of chúng our ta everyday cái minh triết lives. rộng lớn hơn, một cái sự thấu hiểu sâu sắc hơn cho cái về cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. From this place of the observer, Và từ vị trí của người quan sát, let's begin to identify with that hãy bắt great đầu đồng nhất downpouring of với love ever available to cái us. dòng tuôn đổ của bác ái, dòng tuôn đổ xuống bác ái vĩ đại mà lên luôn luôn sẵn có cho chúng ta, sẵn có đang tuôn đổ xuống đến với chúng ta. As a soul, and increasingly as a Như là linh hồn soul-infused personality, và ngày càng như là một what is cái it to phàm ngã be đã tích hợp, là được truyền infused dẫn bởi linh with hồn. love and wisdom from the Cái greatest gì đã teachers được of truyền our dẫn planet? với tình bác ái và minh triết? Từ những vị thầy vĩ đại nhất của hành tinh chúng ta. And the greatest teachers that are the planets. Và những vị thầy vĩ đại nhất là những hành tinh. Trên các hành tinh, anh sao anh chưa hiểu. From that identification Và từ cái sự with this nhận downpouring of love, let's think for a moment sự đồng nhất đó, about our sự nhận astrological nhận dạng chart, đó what với we cái know of sự it. đồng nhất với cái dòng Some are tuôn more chảy của new, bác ái xuống đó, some have been thì chúng ta hãy studying for a suy nghĩ trong một lifetime, khoảnh khắc but về let's cái think lá for a số chim tinh của moment chúng ta. Nhưng mà chúng ta, about our những gì chúng unique ta đã biết, astrological chart. có cái gì đó mới mẻ, có một số thì là còn mới mẻ, và And let's imagine that một số người thì chart, that unique đã moment nghiên of cứu our suốt birth đời. alive Chúng ta hãy suy ngẫm một within chút us. It về could cái be lá số chim tinh circling độc at the đáo duy nhất của crown chúng mỗi chúng chakra ta. or Hãy like tưởng a tượng solar rằng cái lá system số in là cái our khoảnh khắc being. độc đáo trong cái sống động của chúng ta, bên trong chúng ta.
và nó khoanh vòng tròn như tại cái lương xa đầu, hay là giống như là Let's envision our unique map offering itself to và hãy hình work dung with một our cái bản soul đồ độc self, đáo nó đã cung cấp allowing our soul self unique cho về cái opportunities to công việc gift của cái bản thể humanity. của linh hồn, và cho phép cái bản thể của linh hồn một cái những cái cơ hội độc đáo để mà dâng hiến như là món quà cho nhân loại. Astrological charts are instruments for the expression Những of lá the số chiêm soul. tinh là những cái khí cụ cho cái sự biểu đạt của linh hồn. And let's just focus in on Chúng ta hãy one chỉ or tập trung two vào một points hoặc in the là hai chart. điểm trong lá số. Perhaps points representing the inflow of the great Có lẽ second là ray of những love cái điểm mà wisdom, nó đại diện cho cái dòng tu nhập perhaps the rising của sign cung hai or the bác position of ái minh Jupiter. triết vĩ đại, có lẽ là cung mộc hay là cái vị trí Choose của a mộc point tinh, or points that you feel are conduits lựa chọn một điểm hay là for your những điểm love mà and bạn cảm wisdom. thấy cái sự tuôn chảy cái bác ái minh triết cho bạn. Cái điểm nào mà bạn cảm thấy như là những cái kênh dẫn cho bác ái và minh triết của bạn? Acknowledge the potency and beauty of Nhận those nhận biết positions cái sức mạnh và cái vẻ offered to đẹp your soul của những cái vị self. trí What do they offer? mà nó được cho Quietly cái name bản thể linh hồn của bạn. Nó cung cấp, some of those chúng cung cấp gifts, những cái some of gì? those offerings. Hãy một cách tĩnh lặng, hãy gọi tên một số những cái món quà, một số những cái mà nó đã dâng hiến cho bạn. Let us choose to dedicate the virtues of those points Chúng ta to a hãy greater lựa chọn để expression mà of love on this dâng hiến planet. những cái đức hạnh của những cái điểm này đến một cái biểu đạt rộng We lớn can hơn leave của tình thương our trên hành tinh này. personality doubt or Chúng ta insufficiency có thể bỏ lại cái and nghi ngờ của dedicate phàm ngã, hay là cái these sự chưa có virtues đủ của to phàm ngã, ensouling và and dâng hiến những uplifting cái đức hạnh humanity. này. Let's choose in this À, moment và nâng cao nhân loại. to dedicate those virtues. Để mà nâng cao nhân loại, hãy lựa chọn cái khoảnh khắc này để mà dâng hiến những cái đức hạnh này.
tức là tận tâm với những cái đức hạnh này. Now take a moment as your soul self to Hãy realize, of course, dành that một we khoảnh are khắc not như là alone. cái bản thể linh hồn của bạn để mà nhận ra là We can chúng imagine. ta không có cô đơn, chúng ta không có một mình. Chúng ta có Of thể tưởng course, tượng. this gathered group, but also Tất nhiên, the new cái group of nhóm world của chúng ta tập servers hợp lại gathered đây across the globe. mà cũng là, nhưng mà ngoài chúng ta không cô đơn, bởi vì ngoài cái nhóm tập hợp ở đây còn là chúng ta có cái nhóm của đoàn người mới phụng sự thế gian tập hợp trên khắp, tức là And giống như imagine cái that nhóm tập as hợp you ở đây look cũng như out là to the tập thousand hợp trên points khắp of toàn cầu, light that và each hình dung soul là has, bạn nhìn ra khoảng một this ngàn beautiful điểm ánh cosmos sáng mà inside mỗi linh each hồn có, soul, including yourself, và cái vũ trụ thật là đẹp đẽ is a bên living trong expression of their mỗi astrological mỗi chart. cái điểm đó, và bao gồm cả chính bạn, là một cái biểu đạt sống động của cái lá số chim tinh của họ. The wonder of it, the beauty of it, Cái vẻ the kỳ diệu của nó, cái particularity vẻ of it, đẹp của nó và cái đặc biệt của nó. this beautiful unitive soul state of which we are all a part, and Trạng yet thái linh hồn hợp nhất đẹp the đẽ mà incredible tất cả chúng ta đều là một distinction phần and trong đó. complexity and unique texture of each Nó vừa point đẹp of đẽ vừa light. hợp nhất nhưng mà nó cũng rất là Feel khác the biệt và awe phức and beauty tạp of that. và tuyệt vời. Và với những cái sự độc nhất của mỗi người, mỗi cái điểm sáng, và cảm thấy tuyệt vời và cảm nhận cái vẻ đẹp And của feel nó, your của điều part đó, in it. và cảm nhận thấy cái vai trò của bạn trong đó. We're using our unique imagination to see our soul selves shining Và forth hình dung through cái the trí tưởng tượng, astrological design sử dụng of trí tưởng our tượng độc đáo của chúng particular ta để nhìn incarnation. thấy bản thể linh hồn của chúng ta tỏa chiếu khắp ra And can you thông feel qua những cái grateful thiết kế chim tinh đặc for thù của each of mỗi our người, unique expression và and for your bạn own? có thể cảm thấy cái lòng biết ơn hay không? Bởi vì Even with all its mỗi cái complexity, biểu đạt độc even đáo with của mỗi its người chúng ta obstructions and và của chính bạn, tests, và ngay cả với tất cả những cái sự phức tạp của that we nó, are và ngay cả here on những this với planet những cái chướng ngại with hay là những unique cái thách thức của gifts nó, mà chúng ta that ở we can đây trên hành tinh offer này với những món quà độc đáo duy to nhất the mà upliftment chúng ta có thể dâng hiến of humanity để and the mà planet nâng Earth. cao nhân loại và hành tinh trái đất. So let us commit to continuing to offer our Chúng light, ta which hãy is cam kết our tiếp tục unique dâng texture hiến of love. cái ánh sáng của mình với cái bản sắc độc đáo của nó, của chúng ta, của tình thương.
Let's sound the great invocation together. Chúng ta hãy cùng nhau xướng đại khấn nguyện Using the adapted version. và sử dụng cái bản đã được hiệu From the đính. point of light, within the mind of God, Dạ chúng ta đọc tiếng Anh nghe không? let light stream forth into human minds. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into human hearts. May the coming one return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide all little human wills, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race, the human race, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Just gently Mà nhẹ nhàng return quay trở lại if there's anything you'd like to share from the nếu meditation, mà bạn you're có gì welcome đó mà muốn to chia sẻ từ bài thiền thì share that in the mình chat rất so that we rất can vui lòng để được lắng nghe. continue Các to bạn có build thể this chia sẻ field trong together. trong khung chat để mà chúng ta có thể tiếp tục It is kiến such a tạo cái beautiful trường năng lượng opportunity cùng với nhau. Đây thật là một cái cơ hội đẹp đẽ live fully into để mà sống the trọn gift of vẹn our astrological blueprint. vào And với perhaps cái món too, quà của cái bản thiết kế gốc chiêm it's tinh so của easy chúng to look ta, at và có all lẽ the bạn biết nó thật là dễ để mà nhìn vào tất tests cả những cái and struggle inherent in a chart. And cái that, of thử thách, course, is important to name. những cái vất But I vả, also những think cái it's khó deeply khăn nội important to tại trong name lá those số, points that và tất nhiên are điều đó cũng là rất là quan easeful trọng để mà gọi tên conduits nó ra. Nhưng mà for tôi nghĩ là the gift cái điều mà nó cái điều cũng thật là quan trọng cách and sâu sắc đó allow là them gọi to ra những cái điểm be mà nó là những cái đường yeah dẫn allow dễ them to dàng be easeful cho cái and món quà allow them đó, to be a và hãy constant cho phép stream nó or hiện diện và cho as phép an nó để trở nên offering. hữu ích, Now, I và think it's cho phép important to name nó those. trở thành một cái dòng chảy liên tục như là một cái sự dâng Good. hiến.
Và tôi nghĩ thật là So, sẽ rất là quan trọng để mà gọi tên, tức là không chỉ những cái điểm thách as thức mà I cả những cái thuận mentioned lợi của chúng earlier, ta. this whole Và journey như tôi đã together, nói trước đây, many of the cái hành trình astrologers will be toàn bộ cái hành trình cùng speaking với nhau to different này thì chúng planets ta có nhiều and những cái chim their tinh gia esoteric sẽ gifts nói về and những cái hành tinh khác nhau với những cái I can't món wait for quà that. chim But nội what môn I will nó. be doing just for the Và next few tôi không thể minutes chờ được cho điều đó, tôi is rất là mong đợi đó. Và speaking a bit to the rising sign. Now, tôi sẽ nói một chút về cái cung mộc. we know how important the rising sign is. Chúng ta biết It về cái is. tầm quan I often trọng của say điểm that mộc hay là dấu hiệu điểm mộc. Tôi thường if nói we là just more of us continue, if it's nếu if we mà continue to know the rising sign, you know, sometimes when I do a chart, I think if they chúng ta only leave knowing their rising sign, if biết they didn't về know it cái điểm mộc, before, this is a great gift. thì nếu chúng ta biết về If we can start biết về cái to điểm mộc của make chúng ta, prominent this thì nó rising là một cái sign, món if we quà can lớn start to nếu mà chúng ta có identify thể with it, bắt if we can đầu start to let it be a calling in our lives, giống như là để cho this is khai mở progress. This trong is cái đời great sống của progress. chúng ta. This is a great gift of esoteric astrology. And Và so đó là just một as a cái món quà way lớn to lao, món quà begin vĩ đại to của chim tinh học sound nội the môn. note of Và đó the là cái cách để esoteric mà bắt đầu implications and xướng lên cái chủ opportunities âm and của những invitations of a cái chart, ngụ ý về nội môn và I những would cái like to cơ speak a hội bit to the và rising cái sign. lời And then mời at the end of của this, một I'm cái sure lá we'll have just a số. few Và minutes tôi sẽ for nói một chút other về cái astrologers dấu also hiệu điểm to mộc, speak to và their cũng như vào cuối của đó tôi contemplations and chắc chắn là chúng ta understandings of sẽ the rising sign. chỉ là có một So, một vài phút, I think about và the các chim rising tinh gia khác cũng sign vậy. as a point Hãy of nói về aspiration and cái dấu hiệu điểm mộc nó inspiration. như một cái điểm của Because cái sự khao khát và cảm I do hứng, truyền believe cảm it's a hứng. point that is Bởi vì tôi already nghĩ at rằng work, is nó là already, một cái you điểm know, mà nó đã hoạt động available to rồi others. And of course, it's said và that the nó rising sign doesn't đã sẵn completely có với mọi người. come into its fullest fruition until we are in selfless service, Người until ta we are thường looking nói out and là saying there are other cái dấu selves hiệu in the điểm world mộc nó besides không có myself, hoàn right? So it toàn doesn't come into its full soul giống như service là until then. trổ But ra trọn I vẹn cho think đến khi mà it chúng is ta there as a thực point hiện of cái công việc phụng inspiration. Like sự vô kỷ và cho đến khi chúng if ta you nhìn ra walk in a ngoài. room, Nhưng mà tôi nói here's the là main gift of the chart. But I think it's có absolutely a point of aspiration where nhưng mà even if we're tức là embodying certain nó elements of không the có rising thể sign, hiện trọn vẹn cho đến khi mà cái công việc we're phụng sự always and đó ever sẽ có calling cái công for việc the phụng sự linh higher hồn. turn Nhưng of mà the tôi nghĩ spiral là nó là một cái with the điểm rising sign. So giống như we are điểm always truyền cảm hứng như aspiring vậy, and cho nên là chúng inspiring ta with the thực ra chúng ta rising luôn sign. And luôn we all know that DK chúng ta says luôn that có the những cái rising vòng sign is cao not hơn của vòng sáng probable. And ốc, that's thì interesting. I với hope it's cái becoming more and dấu hiệu more điểm mộc đó chúng probable. ta luôn luôn khao khát He says cái that đạo its full tâm offering is và truyền cảm possible, but hứng not với cái dấu hiệu điểm probable. And I'm mộc. wondering Và if trên we're sư leaning kê in the nói là direction of more probability as these years have cái passed. But it's already người such nói an là inspiration to hear the rising cái sign sự dâng called the hiến của toàn bộ sun của nó là có thể of có, nhưng mà có lẽ là the sun of chúng ta possibility, đang the học sun cái of cách, cái định possibility. hướng That của feels nó, so uplifting to me, và đó like mà nó là to cái điểm mộc nó think còn được of gọi là what is cái mặt possible trời to của khả năng. give through this blessing of the rising sign. Và You know, the sun, our natal sun, the sun of probability, but the rising sign, the sign of possibility. And of course, because now more people are ready to live cái as điểm mộc nó là souls, cái the dấu hiệu của rising khả sign năng, is tức là assuming những its true cái gì có thể xảy importance. ra. Perhaps when the Và tất books nhiên were bây first giờ ngày written, càng you nhiều know, người đang sẵn there were sàng just a sống một few, linh but hồn, thì the cái điểm numbers mộc are nó được growing. The numbers are ngày cái growing. tầm quan trọng And I của nó love nên the được giả định là càng phrase, quan trọng hơn. the Và rising sign holds the secret of our future cái intended dấu hiệu điểm mộc life đó, nó nắm giữ cái bí mật or the immediate của soul cái đời sống purpose. tương lai của chúng So ta, I suppose our future intended đời life sống is a mà bit có tác more ý tương lai của aspirational, chúng but ta, hay our là cái mục đích linh hồn ngay trước immediate mắt. soul purpose. Like there's something almost Và beautiful and urgent cái đời about sống that. tương lai được Like dự định here của it chúng is. ta, You've been giving your marching nó orders. khá là Here mang it tính is. cảm So it khát vọng, nhưng holds mà the secret of our đó là future intended life nó nắm giữ or cái the bí mật immediate của cái đời sống soul này, cái kiếp sống purpose. này, tương lai này của chúng ta, Maybe hay it's the là Aries in me cái that loves mục the đích linh sense of hồn like the ngay ngay trước mắt. immediacy of it, but okay.
We want the rising sign chúng ta to muốn cái increase dấu in hiệu điểm potency in the mộc life and nó phải become tăng cường cái more sức of the mạnh của nó trong driving đời sống force. This is a và phrase trở that DK thành nên uses, ngày the càng nhiều hơn driving force. là cái Can you động lực, feel? I mean, cái mạnh, cái those are động lực, chosen cái words. There's something that bạn có cảm is, thấy gì không? it's like the Đó head là of những the cái từ train được or lựa something. chọn, chuyên sư sử dụng cái chữ là It's what cái is động lực propelling đẩy, us forward. It's what is cái mà nó activating đẩy perhaps chúng the ta entire đi chart, tiến right? tới, So I cái mà want nó you kích to hoạt feel toàn what it bộ is cái to lá say the số. rising Vì sign vậy, is nên the tôi muốn các bạn cảm driving nhận khi force. mà bạn nói cái gì đó đang The nói, exact quote that DK, one of, okay. says Tức là about khi mà chúng the ta nói future, là he says, cái it dấu hiệu điểm mộc holds là cái the động lực thúc secret đẩy, cái to, of his động future. cơ, động lực của chúng ta. And in its symbolism and understanding, he can Và chiếc sư find nói the là nó nắm giữ clue cái to bí his mật life của tương lai, problem. That's very interesting, và right? về mặt biểu And tượng an thấu hiểu indication of what he chúng ta có can thể be tìm and thấy cái manh achieve. mối cho những It cái vấn presents to đề của đời him sống, the type of và force nó which will biểu enable him thị to cho cái succeed. gì mà chúng Again, ta có thể force. là và có The thể thành secret of tựu, his và nó future đại in its diện cho cái symbolism and mãnh lực, understanding, he can ở find the cái dạng clue mãnh to his lực của chúng life ta, problem. mà nó sẽ khiến cho chúng ta And có an thể thành indication of công what vào he một lần can nữa. be and Cái bí achieve. mật của It tương presents lai to him nằm the trong type of cái biểu force which tượng will của enable nó him to và cái sự succeed. thấu hiểu của nó. Chúng ta có thể tìm thấy manh mối của cái vấn đề của I cuộc đời, like, và nó là the cái biểu life tượng mà problem piece cái chúng is ta có thể interesting, and I thành think tựu we và need có to thể trở delve thành, into that và nó đại diện, more. nó thể But hiện cho chúng ta cái dạng the mãnh lực mà nó sẽ what is khiến cho chúng possible, ta what có he thể thành can be, công. what can I be, Vậy what can I be? Like, và wake up chúng and ta think cần that. What phải is possible? đào What can sâu I vào trong be? đó What can hơn I nữa. achieve? Cái gì là cái khả năng nó có thể xảy ra, chúng ta có Also in thể là Aztec ai, chúng ta astrology, a có thể Tibetan là cái says, người như when thế the nào, conditioning và nó giống planetary như là một cái sự thức forces and tỉnh, the và chúng expanding ta có thể energies thành of the tựu cái sun gì, tôi có thể sign là cái gì, tôi có thể là, and the và driving energies of the rising chúng sign ta biết are là các all cái being mãnh lực của controlled hành and tinh nó quy directed định, by the và nó illuminated cái mãnh thực, spiritual các person. cái năng You lượng will nó mở then rộng have của dấu hiệu a mặt soul on trời, the very verge và of cái năng lượng liberation. thúc đẩy của dấu hiệu điểm mộc I mean, nó đang kiểm soát, that's tất cả nó interesting. đang kiểm soát và định hướng Expanding cái energies of the sun sign, can we do con người that? mà The có được soi driving sáng về tinh energies of the thần, rising và sign, all linh being hồn ở controlled and trên một cái khía directed cạnh nó rất là mang by tính the giải phóng. illuminated spiritual Và person. I mean, these cái are việc our beauty. This mở is what rộng I cái năng want us lượng to của feel dấu hiệu more than điểm mộc, anything. liệu chúng ta These có are thể our làm được điều đó hay beautiful không? tools given to us. This is the treasure chest given to us Và in this đó là những cái incarnation. công cụ And rất if là we can đẹp đẽ đã stand được trao as cho the chúng ta, soul đó and là direct cái kho and báu mà control nó được trao cho and chúng use ta it as trong a cái kiếp sống này. Nếu như chúng ta có thể palette đứng như to một linh paint hồn, chúng ta có thể a sống như more một linh beautiful hồn world, và right? điều khiển, But và điều I do khiển các want you cái to like think let's really mà consider sử dụng these một verbs, cái giống như cái bảng màu expanding, cho một driving, để sơn vẽ lên directed. một cái thế This, the giới đẹp đẽ, expansion đúng and the không? driving are directed. Và Okay. giống như là thực sự xem xét về It's những cái fascinating động that he từ như là mở uses rộng, driving several thúc đẩy, times. và được định hướng bởi cái sự mở So rộng trong cái also sự to thúc say, đẩy. DK says that the rising sign can indicate the Và life goal GCK for a nói là cái particular dấu hiệu life điểm mộc cũng cycle, có thể biểu or thị ra cái many of mục us know this, tiêu or của over a cuộc period đời, of seven cho lives. cái chu kỳ đặc So can, thù của cuộc đời also này, such a beautiful mà chúng ta biết meditation to là, và consider thậm chí nó có thể qua cái chu what kỳ is của it 7 kiếp sống nữa. to Và nó thật là return again, bạn biết return là again, the next đó là turn of một the một một spiral of the cái suy rising ngẫm, một cái sign. chiêm What nghiệm rất can là đẹp happen over đẽ, đúng seven không? lives Khi mà chúng ta that quay trở lại lần nữa và doesn't lần just happen in nữa one life? ở This trên những cái vòng sóng evolution cao hơn of của the sở ốc, use of the rising và cái dấu sign. hiệu hiệu điểm mộc nó có thể So xuất hiện đến 7 kiếp sống lận, obviously và we must put the cái rising sự tiến sign hóa của at the việc sử dụng forefront. It cái is dấu hiệu the way the điểm mộc, rõ soul ràng would là chúng have ta us sẽ phải go. đặt cái dấu hiệu điểm mộc It's a ở cái ngay cái sustaining tiếng đầu, và đó là cái cách mà cái linh fundamental hồn note có which thể làm cho sounds chúng ta through the đi life. qua, duy trì, We hear nó duy trì một cái chủ âm cơ bản the mà nó xướng eternal ohm, lên trong suốt cả các kiếp right? sống, và When chúng we ta gather nghe before được our cái sessions, can you imagine what the bạn liệu bạn có tone would thể tưởng tượng be được of cái your chủ âm nó sẽ là rising gì, sign that của is chủ âm của cái dấu hiệu điểm mộc sustained, của bạn có thể là gì, fundamental, ever sounding throughout the life? mà nó có thể được xướng lên, và nó, tức là cái chủ âm của cái điểm học của bạn nó có thể được xướng Beautiful lên, nó là to gì, think about the và nó rising được sign thay from đổi
là sướng know, lên obviously trong from khắp kiếp color, sống. from sound. Thậm chí You know, bạn dad có always had his thể viết little rõ ràng tape từ cái where màu sắc he would sound hay the là cái âm notes thanh of the signs or the sướng lên cái planets, chủ right? âm But của the cái hành sound, what tinh is the fundamental sound? và cái This chủ is âm cơ also bản so của nó. important to say that the rising Và sign thật là quan helps us trọng để mà nói discover là a cái dấu unique hiệu điểm mộc giúp chúng strategy ta for khám phá ra cái spiritual đặc tính triumph. đặc tính độc đáo A của unique cho cái sự strategy chiến for thắng về mặt spiritual tinh thần triumph. và cái chiến lược độc đáo, chiến lược duy Strategy nhất is an để mà interesting chúng ta word. có được cái chiến thắng về tinh thần. Và chiến lược là một cái từ thú vị. How can we use this Làm gift in sao the chúng most ta có thể sử strategic dụng cái way món quà này theo một for cái cách spiritual chiến lược nhất? triumph? We can ask ourselves, Chúng ta có thể tự hỏi what is mình the quality of our essential service cái phẩm tính according to của our deepest cái sự phụng sự cơ understanding bản của chúng ta là gì, that is ours theo to cái hiểu biết sâu express? sắc What nhất của chúng is ta. the quality of our essential service according to our deepest understanding that is À, ours cái to express? The rising sign phẩm tính holds one của of the cái greatest việc phụng sự keys cơ to bản của this. chúng ta And từ theo I think most of cái sự us thấu could hiểu get sâu very sắc nhất của simple chúng about ta this. Like, mà chúng ta có thể it's biểu easy to đạt là get gì, và complex cái dấu with hiệu điểm the mộc study of nó nắm giữ một trong esotericism, những but when cái it chìa comes khóa vĩ to đại nhất essential cho cái điều service, when it này. comes to our deepest Và khi chúng ta understanding of nói về nghiên why cứu we're về nội here, môn á, what are we thì here chúng to ta nói express, I về cái think vị most of phụng us sự could choose just a cốt few lõi của nó, words and have thì it chúng ta be cái the thấu hiểu deepest sâu sắc nhất truth. của chúng ta đó là nó nói về cái việc thấu hiểu sâu sắc nhất là tại sao chúng ta ở I đây would challenge và us cái all chúng ta ở to, đây là at để biểu some đạt point in the cái next gì. 3 days, to Tôi just nghĩ tất cả chúng ta do hỏi chúng ta that, đây có thể lựa chọn một vài từ essentialize the rising và nó sign là cái chân lý gift. sâu sắc nhất, nó là cái We sự thật might lý even nhất think, and từ of course, part thách of thức that tất cả chúng contemplation ta is tại một cái thinking điểm nào about đó the trong kind of ba ngày service we're tới để offering mà chỉ now, làm cái điều đó and để how that làm service tinh could túy further blossom cốt in this tinh incarnation or in cốt future yếu nó lại cái điểm incarnations. mộc, Isn't cái món that, quà của it's điểm mộc. actually quite relieving Và sometimes to think maybe it doesn't all have về to cái be dạng done this phụng sự time, mà but có thể what chiêm might nghiệm it về cái look dạng phụng sự like, mà chúng and ta what đang might, if cung I were cấp, returning for another và six cái dạng phụng lives sự and we are nào rising, có what thể might phát be triển trong cái possible? sống này hay là trong cái What những might cái it kiếp sống look của tương like? How might lai, it look very và different? nó có How thể might trông như thế what nào. the light Và gained nếu in như là this tôi quay lại ví incarnation dụ như là trong 6 kiếp nữa mà với cái kiểm mộc là feed sư and tử, lift and thì further cái điều the đó, cái mười sự đó nó có thể là cái expression gì in future và nó trông như thế incarnations? nào và nó có thể khác như thế Also, nào. we can think of our own individual Hãy service, cảm but we're hãy in the age hãy of hãy Aquarius. nâng We cao also have to think of the và biểu đạt groups that nhiều form hơn nữa around trong cái these những particular cái kiếp sống tương lai. textural Chúng ta có thể nghĩ offerings, về cái việc phụng or sự của cá even the nhân chúng rising ta sign groups khi mà chúng that ta đang come ở trong together and thời have đại bảo bình, particular work và to chúng ta phải do. nghĩ We về all những know, công we've việc all của had the nhóm experience of being và drawn to similar energy, về similar về cái việc mà các vibrations, and nhóm saying, oh my gosh, what's cái điểm possible mộc with của nhóm all nó of us tiến lại với here? nhau để có cái công việc nào đó What would đặc be the thù để làm, work of a little và conclave of Cancer giống như risings? là What would be the work cái of a công little việc của gathering một of cái hội nghị, của Sagittarius cái mật nghị risings? mà What's nó có cái possible with more of nó us có cái together? điểm mộc là cự giải, I mean, hay là that cái in công itself is a việc của beautiful cái việc mà contemplation. tập hợp lại với nhau khi mà nó có So the rising cái điểm, sign cái thời điểm nó có cái điểm mộc absolutely là nhân asks how we mã. might each drive away lesser Và preoccupations and help to hãy prepare the minds and hearts of humanity chúng for ta the sẽ mỗi enlightenment chúng of ta our sẽ planet. chuẩn bị And even just for a moment, you know, hãy as chuẩn bị we're cái tâm trí đó như vậy, gathered khi mà here, chúng ta hỏi như vậy, chắc even chúng ta without chuẩn bị closing cái your tâm eyes, trí của mình just imagine và cái trái in a more tim của contemplative mình, của nhân state, just loại cho cái sự khai imagine sáng của hành tinh chúng ta, your và birth trong and the khoảnh khắc nào rising đó over the các bạn có thể horizon nhắm mắt offering và its chỉ gift to tưởng you. tượng, And và imagine trong một cái breathing trạng in thái even chiêm just the nghiệm và hãy element of that rising tưởng tượng về cái sign. việc bạn Maybe, sinh you know, ra even và cái việc quietly, mà cái điểm mộc mà if you know the ở element of chân your trời rising nó sign, cung it's cấp that cái you món can quà just của nó say, cho I am bạn, here, you know, I'm và here cái for hơi thở, fire. I am here for earth. Even tức là bạn that có thể alone nghĩ is so về cái nguyên profound. I am tố, cái here hành của for cái điểm air. mộc, I am ví dụ here như for là water. cái tôi ở đây là cái với cái dấu hiệu mộc là nó là thuộc về How hành might, hỏa, hay là tôi ở đây để and if you mà know your rising cái hành sign and thổ của you know tôi, the planet và associated,
Mỗi cái ask việc là yourself, chú tâm về how cái might the hành cái nguyên planets tố của nó thì nó connected to cũng đã this rất là sâu rising sắc rồi. sign? Bây giờ You can tôi ở see đây them với emerging, you can see cái them hành offering khí the nè, là điểm gifts. mộc hay là hành And what thủy. might they Vậy như bestow? vậy thì Right? những Just cái hành tinh nó liên hệ rồi what cái might điểm mộc của Venus bạn thì bestow? What nó liên might hệ với hành tinh Mars gì. bestow? What might they say to Rồi you? How might they instruct you how to proceed? bạn có thể thấy những cái We all have to ask nó ourselves how mang we lại might những cái món live quà more in gì không? accord Và ví dụ như with là the kim tinh thì highest nó có thể principles of ban the cho chúng ta cái sign gì? that Hỏa lead tinh to ban cho chúng ta spiritual cái gì? success Và for the chúng benefit ta of có thể nói với chính humanity. mình về cái cách mà chúng ta sống hòa hợp So, hơn just với as những cái nguyên a khí cao cả nhất của cái dấu hiệu mà nó dẫn đến cái sự thành công của poetic tinh thần và cho cái sự ích lợi của invitation, nhân loại. I would like to. I'm going to Và be đó old là một cái school lời and mời just tôi share a muốn good old Word document with you, okay? tôi thuộc cái trường phái cũ mà nó In the lineage of sẽ chia Michael sẻ Robbins, okay? cái So, lời cái tài liệu cũ với bạn và theo cái dòng truyền thừa của Michael Robbins. Oops. Yeah, here we go. So, I would love, you can even close your eyes if you like, but Tôi muốn just as a bạn có thể way nhắm mắt to lại nếu mà sound muốn. a note for each Tôi rising chỉ muốn sign, I là would just like to đọc go xướng through lên cái chữ each âm and của see if từng you mỗi cái relate, dấu see hiệu điểm how mộc you would và bạn có thể xem coi further là write your mỗi own cái điểm poetry mộc như about vậy it. á, But bạn here bạn có is a thể mỗi người có thể poetic viết làm invitation for thơ về cái each dấu hiệu điểm mộc rising của mình, sign. All và right. đây là bạn hãy xem như là một cái bài So một lời mời Aries, mang tính thơ mộng về mỗi cái dấu hiệu điểm mộc. there is a new way. Bạch Dương có một con đường I am mới. here to forge it. Tôi ở đây để tạo nên I cái con đường carry đó. the new Tôi mang idea. theo những ý tưởng I mới và strive tôi for the nỗ lực ideal. hướng đến cái lý tưởng. I am bold in Và tôi all my dũng cảm, soul tôi vững chắc initiatives. trong tất cả những cái sáng kiến linh hồn của mình. Taurus rising. Cái lời mời là I thơ mộng cho từng dấu seek the hiệu. light Kim Ngưu, tôi tìm kiếm and ánh sáng invite the light to và mời gọi dispel ánh my sáng để mà xua glamours. tan tất cả những cái ảo I cảnh của mình. evolve my desires and Tôi invoke the tiến hóa light of cái ham wisdom. muốn của mình và I khơi offer dậy what is of cái ánh sáng của value. minh triết. Tôi cung I cấp, learn to tôi dâng see hiến những cái the gì giá greatest trị light. và tôi học cái cách để nhìn thấy ánh sáng vĩ đại nhất. Gemini, I Song tử, communicate with my tôi higher truyền self. thông I với learn the meaning chân of ngã của brotherhood mình. and Tôi sisterhood, học cái ý true nghĩa của tình soul huynh đệ, tình exchange. chị I am em the và cái embodiment sự of trao đổi goodwill. linh I hồn let the chân thật. soul Tôi là speak hiện through thân me. I của thiện carry the chí. Tôi message of để cho linh unity. hồn nói thông qua mình. Tôi mang theo cái thông Cancer. điệp của sự hợp nhất, cự I giải. build forms, Tôi including kiến my tạo hình own, tướng that bao can gồm cả hình carry the tướng của chính light. tôi và nó I có thể mang offer theo ánh sáng. boundless Tôi dâng compassion. hiến cái I lòng see the trắc whole as ẩn vô one. tận. Tôi I nhìn thấy tất transmute cả như là một, fear toàn to thể như là love. một. Tôi chuyển I hóa nỗi sợ thành tình sacrifice thương. the Tôi security hy of sinh cái isolation sự an to toàn của include cái sự cô all. lập để mà bao gồm tất cả. Leo. Sư tử, I know the higher self tôi is the biết chân real ngã self. là tức là I cái let bản the thể cao heart hơn là chân of ngã. the sun Tôi pour để through me. cho trái tim của mặt I trời let tuôn the đổ thông qua soul mình. Tôi rule. để linh hồn cai trị. Virgo. Sử nữ, I purify in the name of the tôi thanh higher luyện self. nhân danh chân ngã. I practice Tôi devotion thực in the hành name of love. sự sùng tín nhân danh tình thương, I become a bác ái. conduit of Tôi trở true thành love một wisdom. kênh dẫn của chân bác ái minh triết thực sự. Libra. Thiên I bình, seek balance in the emotional tôi tìm life. kiếm cân bằng I marry the trong đời sống soul and tình cảm. stand for right Tôi kết relationship. hợp I linh stand hồn, for justice tôi and kết choose hợp the với linh way of hồn và peace. tôi đại diện cho cái mối quan hệ đúng đắn. Scorpio, I fight the good fight. I release Tôi purely personal đại diện cho cái desire. công lý và lựa I chọn con đường hòa bình. emerge Phổ cát, triumphant, tôi chiến đấu becoming cái a một true cuộc chiến đấu tốt warrior đẹp. of the Tôi light. giải phóng cái ham muốn của phàm ngã thuần khiết. Tôi Sagittarius, xuất I hiện như là người aspire to chiến a thắng new và trở life, thành một chiến binh cultivating ánh sáng thực high, sự. uplifting Nhân mã, desires. tôi I khao live khát một within cái the đời higher sống mental mới, nuôi plane, dưỡng broadening những my và horizons. những cái I khao envision the khát new cao world cả which the và nâng soul cao. Tôi sống reveals. bên trong thượng trí, cõi thượng trí và mở rộng những cái chân trời của mình. Tôi Capricorn. hình dung một cái thế giới I mới attain với life as the những cái sự soul tiết through lộ, với initiation linh and hồn tiết lộ, learn
The và great ma kết tôi đạt mysteries. thành tựu một cái I đời sống stand như for the là linh hồn soul qua cái as cuộc the điểm đạo authority. và học những cái bí chuyện vĩ đại. Tôi đại diện cho linh hồn như là Aquarius. thẩm quyền I know that the bảo higher bình. Tôi self biết rằng chân is ngã group là consciousness. tâm thức I progress nhóm, with tâm my thức tập brothers and thể. sisters, Tôi tiến evolving triển cùng với together. những người I huynh đệ của share mình, all I tiến hóa have. cùng nhau và tôi chia sẻ tất cả những gì tôi có. And Pisces. Và There is a song ngư higher world, có một a thế giới greater cao cả mystery, hơn, and I give myself một to cái bí it. ẩn vĩ đại I và tôi sacrifice dâng the hiến bản purely thân mình cho personal to nó. enter a Tôi field hy of sinh greater cái love phàm and ngã, compassion. hoàn toàn phàm ngã I của mình stand để for mà tiến vào empathic một cái soul trường intimacy. năng lượng I của help cái bác all ái và trắc who ẩn suffer. lớn lao hơn. Tôi đại diện tôi ủng hộ cái sự mật thiết của linh hồn và cái sự thấu cảm. Tôi trợ giúp So tất cả. friends, I will share that in the Các bạn chat. thân mến, tôi sẽ chia And sẻ nó trong cùng chat. this is a Và beginning. đây là This mới is a bắt đầu beginning. thôi. And if, you know, we have like Đây two or mới là three bắt minutes đầu before thôi. I'm going to introduce Eva, Và but if there's chúng anything any of the ta sẽ có astrologers 2 hoặc 3 phút want to nữa trước unmute khi and tôi say, or if sẽ there's giới thiệu any Eva. comments in Nhưng the mà chat nếu about the như có rising ai, bất sign, I cứ would cái be chuyên gia happy to nào hear it. Caitlin saying mở mic để mà expanding nói cái gì sunshine, đó và chia sẻ cái gì đó về cái dấu drive hiệu of cung mộc, rise and tôi self-control with sẽ rất soul, là Tai vui Chi of khi our mà planetary nghe nó. powers. Yes. Love. Yes. I'm looking at the chat. Cô Beautiful. đang nói Beautiful. nhìn vào Any khung other chat thật comments là from đẹp. beloved astrologers? Heidi. Yes. Hi. I just wanted to point out that Tôi chỉ you muốn chỉ did, ra number rằng one, thank you, a wonderful job on explaining bạn the ascendant. là And as thứ our nhất là soul cảm ơn bạn, increases, bạn mà đã we làm một try cái to công việc tuyệt balance the vời để mà giải opposites. thích về cái So I điểm want mộc to point out about the và descendant. You know, the khi mà linh ascendant is hồn our chúng ta tăng soul's cường thì chúng ta cố purpose, gắng and cân the bằng các descendant cái cặp đối lập, is và tôi muốn our chỉ ra rằng về cái đối lập co-surfers với lại cái điểm out mộc là there. So cái điểm đối điểm, part điểm of the mộc là điểm balance descendant là cái is điểm gì, điểm 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 hạ, điểm working đáy. with the two of them. You know, I love Điểm your lặng, mặt điểm phrase lặng there on Gemini, thì which cái is điểm mộc my của chúng ta là ascendant, cái and mục of đích course của that linh hồn, brings me thì to the là còn Sagittarian cái điểm lặng thì nó là descendant, cái gì because ta, you have to work together co-server là with cái gì. both of them. And I also Như wanted to vậy say, for tôi those of muốn you nói who don't là know it, đối với những cái bạn the mà ascendant, that exact time of birth, cái điểm mộc not only là cái sets thời điểm chính xác của chúng ta it sets the khi mà mandala chúng for ta the sinh whole ra, chart, because everything else is geared on that, the four và angles nó and không then chỉ thiết the lập inner houses toàn depending on bộ the cái lá house số, system, mà nó như but là it's tất nhiên basically là nó the cũng dựa mandala. theo And of cái, course, tức là the nó xác định ruler bốn of the cái góc chart chính á, is the bốn bốn góc nhà exoteric chính, ruler of that ascendant, và and những cái then the nhà bên trong esoteric tùy thuộc ruler. vào cái hệ thống So nhà, nhưng mà về cơ I bản nó think giống như that là cái puts it in a mạng little Đà La vậy. different Và tất perspective for nhiên people to là consider. cả cái chủ Thank you. tinh của lá số, Yeah, toàn I'm bộ lá số, so glad chủ tinh you ngoại môn came on to và say that. rồi chủ tinh nội Exactly. môn. So important to note. You know, was it Dane Thật Rudyard là that quan said, you trọng để know, mà lưu ý you là can't have just one point of a như stick, là right? cái They're nhà chiêm the tinh two gia sides, and Dandrian then and có nói là chúng I ta love you saying không chỉ có cái gì. co-server. Here's your soul service, but the descendant showing us where we can serve together, and the Tức beautiful, là beautiful. cái điểm lặng này nó chỉ cho chúng ta cái nơi mà Any chúng ta other có thể astrologers want to phụng phụng sự say, have cùng với any nhau. other Tức là comments about the rising nó sign điểm cái điểm mà đối as ngược với we điểm mộc của chúng ta là launch? cái mà chúng ta có thể phụng sự cùng với nhau. All right. Oh, yes, here we go, Peter. Yes. Yes, in regular astrology, people look at the ascendant and think Trong of cái the chiêm tinh học thông physical thường ấy, thì mọi người sẽ nhìn appearance vào cái, nhưng mà and cái gì the ta, nhìn vào điều attributes này of và rồi the nghĩ person. về In esoteric astrology, it's nghĩ the về cái gì aspiration of the soul and the soul's trong project for a trong particular lifetime. chiêm tinh học nội môn thì And là when cái astrologers are looking at khao the khát của soul linh hồn relationship, và personality, and so cái sự phóng chiếu của linh hồn lên or một trying to cái merge, cuộc đời sống nhất it's định. Và people look at the ascendant and they think if mọi that's người the nhìn vào điểm soul's lặng purpose, they're not really và measuring up to it. But at the same mọi time, that's because that's the person's goal, that's everyone's goal.
So, cái gì in a chú way, nói là cái gì mục tiêu của mỗi người, the em đang chưa ascendant hiểu is ý của like chú. a mask Nó giống như một in cái ordinary điểm mộc, charts. nó giống trong trong cái But in spiritual lá số charts, bình thường ấy, thì nó giống như cái mặt nạ, nhưng mà it's trong very một cái lá clearly the số của soul's cái người purpose. hướng về tinh thần á thì rất rõ ràng nó là Thank mục you, đích của linh Peter. hồn. Thank you. Yes. Thank Cảm ơn Peter. All right, my friends, I am going to now introduce